Chào anh em nhé, thì hôm nay thì mình lại chia sẻ anh em thợ cái con xe Su Smart đây anh em này. Xe Su Smart này nó đang bị cái vấn đề là không đi được nha anh em nhé. Thì cái con này nó bị cong lấm rồi. Thì cái con này thì xe khách thì cũng mang đến cho mình thì cũng nói nó đang đi dọc đường thì làm suốt từ sáng đến bây giờ chưa được. Có nói là chỗ thợ ở dọc đường người ta làm cho hơi đầu bò các thứ thì xích cam, thì mình cũng mang về đây thì mình cũng bây giờ mình đạp lên, vừa đạp lên xong thì có tiếng lạch cạch không thể lổ được, thì khách cũng nói là làm suốt từ sáng không được mà làm đi làm lại, thì nên khách cũng cũng nói nhau mấy cả thợ thì cũng mang về đây cho mình. Thuê xe trở về đây để mình làm. Thì thực ra thì cái con này thì bây giờ mình sẽ tháo ra để mình xem là nó ở cái mức độ như nào nhé, để chia sẻ cho anh em. Mình đang nghi là có thể là đặt sai tầm. Đây, con này đúng là cũng vừa làm lại răng rỡ các thứ đây. Xích cam đây nha, xích cam mới anh em ạ. Thì mình sẽ tháo sẽ cho anh em xem luôn, xem có bị sai tầm không. Thực ra cái dòng xe su cái đặt tầm cam thì nó hơi phức tạp hơn các dòng khác một chút anh em nhé. Nếu anh em nào mà không làm theo quán tính mà không làm theo cẩn thận thì nó cũng hơi phức tạp một chút, anh em sẽ hay bị đặt nhầm tầm ngay. Đây, mình sẽ tháo máy quay ra để mình đây anh em ơi, mình đây là T của nó nhá, quay nó nhìn cũng hơi khó một chút. Đây thì để điểm T đây rồi. Thì con này thì nó đang bị sai tầm rồi anh em ạ. Nó có một cái chấm này thì nếu nhiều anh em thợ nhìn không rõ sẽ bị ngay. Đây anh em này, nó có một cái chấm rõ hơn ở đây, mình sẽ tháo ra để anh em xem nhé. Cái vấn đề quan trọng nhất mình muốn chia sẻ anh em là cái dòng Su này đặt tầm nó hơi khác so với các dòng khác, là ở cái nó sẽ cái trục cam của nó sẽ không nằm đúng chiều như các dòng Honda hay dòng khác anh em nhé. Đặt anh em, nếu anh em thợ thì để mình sẽ tháo ra xong mình sẽ nói rõ hơn cho anh em nhé. Đây anh em này, cái chấm chính của nó sẽ ở đây, cái chấm M nó sẽ ở trên này nhá. Nhiều anh em sẽ nghĩ là cái chấm chính nó sẽ là nằm ở cái vạch này, nằm ở cái vạch này anh em nhé. Đây, nhiều anh em sẽ nghĩ nó như thế, nhưng thực ra thì đây mình sẽ tháo ra cho anh, sẽ nói rõ cho anh em. Anh em sẽ đây, mình sẽ nói rõ cho anh em luôn nha. Cái chấm này nhiều anh em sẽ nghĩ là đặt thẳng như dòng xe Jim Way bình thường này, nhưng đúng của nó là phải đặt như này anh em nhé. Đặt như này thì cái trục cam nó phải chéo như này, trục cam nó phải chéo như này anh em nhé. Đây, trục cam nó sẽ như này là chuẩn nhất, vì cái tầm của nó anh em xoay tới đây là nó đã kịch rồi, và xoay ngược lại là chỉ tới đây kịch, thì anh em bắt buộc anh em phải đặt chéo tầm này, thì là cái bánh răng nó sẽ như này, thì cái chấm M này nó sẽ thẳng với cái vạch này. Nhưng thợ trước người ta đã không để ý, người ta đặt như dòng xe Jeep, đặt theo quán tính chứ không kiểm tra. Nhưng các dòng Su anh em tốt nhất là anh em, nếu anh em mà đặt tầm thì anh em phải xoáy kích như này,
nới cò ra, anh em xoáy kịch như này, anh em quay kịch và anh em kiểm tra cho nó đúng vào tầm giữa là như này là ok anh em nhé, chứ nó không phải là thẳng như các dòng Honda kia. Anh em các dòng xua anh em lên và kiểm tra xoay vào tầm nào đúng tầm giữa thì anh em đặt đặt cam cho mình là ok nha. Đấy, tình trạng cong lấm và nó bị như này là sai tầm quá nhiều thì cái độ rộng của nó quá rộng, chứ sai một ít thì có thể xe nó sẽ bị yếu nhá, sẽ bị yếu và nì không thoát ga. Đấy là cái vấn đề hôm nay mình muốn chia sẻ anh em cái dòng xe su này nhá. Xe su nó là như vậy, xe su nó sẽ tầm cam của nó sẽ đặt hơi khác so với các dòng bình thường một chút. Nhiều anh em chỉ cần làm theo quán tính và không làm không cẩn thận một cái là dính đòn ngay. Tuy nó rất đơn giản nhưng nhiều khi làm mất thời gian của anh em nhé. Rồi, có ban bệnh mới nào mình sẽ chia sẻ lên cho anh em nhé. Chào anh em nhé.